Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 triệu token có ký hiệu là MFM nữa các bạn. Thì một token MFM là giá 0.5202 các bạn. 5 triệu không 10 đô. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà thì không start chatbot các bạn. Con này gâu 2 các bạn. Bèm 382. Ôi, nhiệm vụ quá là nhiều luôn các bạn. Rồi, càng nhiều càng hấp dẫn, không sao hết. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi, bạn mới đập lên nè, join tiếp kênh channel nữa. Tiếp tục follow Twitter cho Reweet Bot nè. Làm gì đam mê thôi các bạn. Các bạn theo dõi thôi các bạn. Rồi, các bạn like nè, các bạn kinh doanh cho Twitter nè. Các bạn tăng về các bạn hoặc có thể Twitter. Rồi, bắt đập lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. TikTok nè ta. Xin ra bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt đập lên nè. Subscribe kênh YouTube, follow TikTok nè. Các bạn làm tất cả những trang mạng xã hội nữa nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục con subscribe kênh YouTube nè. Trên người group này mình đã đăng ký rồi các bạn. Vì cái máy này cắt màn hình không được nên nó im lặng hết mấy giây, các bạn thông cảm nha các bạn. Tiếp tục follow rồi retweet tiếp tục nè. Các bạn tìm cái bài dự án của nó các bạn. Bài thứ hai nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi tiếp tục bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục con join tên Telegram nè. Xong xuôi bạn muốn submit đi tên nè các bạn. Rồi xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn giao các bạn. Khai báo thông tin thôi các bạn. Tiếp tục submit UID Twitter YouHeal. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ username Twitter của các bạn. Cộng win v nữa là 9. Cái máy giấc này chạy mượt là mới gấp được đã. Submit link Instagram profile link. Tiếp tục các bạn gửi được đường link profile Instagram các bạn. Thì bạn nhấp vào Instagram nè. Đâu rồi. Đây nè. Trên Instagram bạn nhập bắt đập được nè. Các bạn nhập cho anh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhập cho ba cánh cùng nè. Các bạn sao chép nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Submit link Reddit. Tiếp tục thì bạn gửi lại một link Reddit. Các bạn thì bạn tiếp tục như vậy nha các bạn. Trên Reddit bạn nhập vào ba cánh cùng nè. Các bạn nhập cho anh avatar của mình nè. Rồi nhấp vào anh ba chữ cách cùng nè, bạn copy các bạn, khá là đơn giản luôn, mang dán vào đây, submit TikTok profile link, tiếp tục các bạn gỡ đường link profile TikTok các bạn, chết, thì các bạn follow TikTok nhấp vào cũng tương tự như vậy nha các bạn, TikTok thì các bạn nhấp vào anh avatar mình tiếp tục nè các bạn. Các bạn nhấp vào một xem hồ sơ nè. Rồi các bạn cũng bấm chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép cái đường link TikTok bên chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi nó hỏi có son này đớp này nọ không, các bạn bấm set nha các bạn. How to subscribe up YouTube. Rồi tiếp tục submit profile link YouTube. Trên kênh YouTube thì bạn nhấp vào ảnh avatar mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn bấm sao chép liên kết nữa các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục nè, gửi đường link YouTube mình nè. Submit you media send. Thì các sell mon video thì các bạn nhấp vào cái video của nó, các bạn chia sẻ lên Twitter nha các bạn. Subscribe kênh YouTube nha.
Rồi, các bạn chia sẻ cái bài này lên tờ quýt nha các bạn. Đang test nè. Rồi, các bạn mở tờ quýt tờ các bạn ra lại nè. Bạn nhấp vào qua kênh cùng nè. Rồi, các bạn nhấp vào qua kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tờ quýt nha các bạn. Rồi, các bạn ra cho bot nè. Vụ khá là dày đặc. Bấm Z. Bấm Z. Candy, Hoa Flow, Zona Gớp. Bấm Z. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB sở Machen Bet 20 trên dưới trước Wallet. Copy, gửi cho bot. Rồi bấm Complex Airdrop. Zona dạo Airdrop Support chứ. Zona dạo chứ. Rồi Sơn Telegram. Rồi, bạn bấm vào gạch đây. Bấm không lách ngay góp. Bấm balance cho số cầm kiếm được nữa bạn. Bạn đã nhận được 5 triệu 5 tỷ tốc cần MM nè. Bấm ghép cho xem về. Ok, vậy video này cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.